đây. Trời ơi, hát xong mặt hai tay lạnh ngắt, đổ hết mồ hôi run cầm cập. Dạ, giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì? Dạ, em tên là Trần Phạm Mai Anh. Dạ, thưa ban giám khảo, em tên Nguyễn Thị Trúc Mai. Trời ơi. Hai em mấy tuổi? Dạ, hai em 9 tuổi. 9 tuổi hả? Hai em đến từ đâu? Dạ, đến từ An Giang. Còn em? Em đến từ Phú Quốc. Wow. Bạn An Giang, bạn Phú Quốc nha. Chú Bạch đố con nha, đặc sản của Phú Quốc là gì? Dạ, đặc sản ở Phú Quốc con là có gỏi cá trích với gù xiêm với nước mắm Phú Quốc. Hay quá. Giỏi quá. Còn mấy anh, đặc sản của quê con là gì? Dạ, đặc sản của quê con là mắm châu đốc, bún cá và bánh bò, đường thốt lốt. Đường thốt lốt. Giỏi quá. Tụi con tự nhận xét về bài hát của mình hồi nãy thấy như thế nào? Dạ, tụi con chưa hài lòng lắm. Ở chỗ nào? Ở điểm nào? Chỗ nào mà chưa hài lòng? Cái chỗ, cái lúc mà lần đầu tiên con lên, điệp khúc của con lên chưa tới. Bây giờ cho con hát lại một lần, con hát lại câu đó đi. Đó. Vỗ tay đồng nhiên cái nào. Dễ thương quá. Đang đứng dây còn thôi còn nói, cha mẹ mất rồi con biết tìm lại đâu. Wow, khúc này thì quá mùi. Còn tí xí hình như là mình có một cái quyền. Về vậy à, vẫn quyền. Hay rồi à. 1, 2, 3 vô. Chúc mừng hai bạn. Hai con dễ thương lắm luôn á. Dễ thương lắm. Nhìn cưng quá à. Hồi nãy á, em xây qua đây á, em nói em năn nỉ bên đây. Em xây qua đây em năn nỉ bên đây. Không ai chịu bấm hết. Để cô đính chính một chút xíu. Cô Cẩm Ly không có cần phải năn nỉ. Cô muốn nghe hết từ đầu tới đuôi. Để cô thấy ở tụi con có điều gì. Cô Trang à, thấy không? Bây con giờ hát đã hết hết trơn rồi, dừng luôn rồi cũng không. Bây giờ như vậy. Ngay cuối cùng là cô gạt cái cần, nhưng cái chuyện nó không quan trọng. Quan trọng là vô đội cô nó vui dữ lắm. Trời, cô làm chỉ có một mình đội cô biết vui vậy. Biết sao? Dạ. Đội con mà ở trong đội của chú là ở trên áo con không phải là hai cái bông đó đâu. Đây nè. Mà là con vịt nè, ngôi sao nè, con thấy không đó. Đây con muốn con nào con chọn đi chú nhìn đánh giá chú nó thiệt với hai con nha. Ở đây không phải chú cố tình chú giành giật gì hết trơn trời á. Nhưng mà để nói cái chuyện mà vui. Đây nè, kỷ niệm của chú Thanh Bạch. Có cái hình của chú Thanh Bạch ở đây. Chú sẽ quyết định thầm ở trong bụng với cô Trang là: Trang ơi, bây giờ mình sẽ tập một cặp nào nhí thiệt là nhí, dễ thương thiệt là thương, với một điều kiện như vậy đội của mình. Em nghe. Anh Vũ ơi, bây giờ mình có cái gì mình tặng cho hai bé anh Vũ à? Cái áo mà tặng đôi dài thì bự quá. Hai con, chú nói nghe nè, bây giờ hai con hát nhạc dân ca trữ tình đúng không? Quánh đàn guitar chi, chú có đàn tranh ở nhà thì hai con hợp với hai đứa lắm luôn đó. Con đàn tranh, cô cũng có đàn tranh trong đời, hiểu chưa? Đó. Cái gì vậy cô Trang? Cô thì cô Trang không có quà giống như chú Thanh Bạch. Cô Trang chỉ có tấm lòng thôi. Tấm lòng của cô Thu Trang thôi. Mà cô Trang có Andy á. Andy đẹp trai. Thôi con, chú nói cho con nghe nha. Cô Thu Trang có một với Andy thôi mà. Cô mang rau bán khắp các ba thí sinh rồi đó. Bạch tặng con, con cứ vẫn cứ nhận, mình con cứ cảm ơn bình thường, chứ mình không phải vì món quà mà phải về với bên người đó. Con muốn vào đội nào thì con cứ vào. Gì vậy? Có cái vòng ta đã tặng cho bé. Cái gì đâu vỗ tay. Có gì đâu mà vỗ tay. Trời ơi, cô Trang bên đây tặng cái đàn, cô Thu Trang bên đây tặng cái vòng. Chú Nghĩa tặng cái đồng hồ. Đây, tặng con mắt kiến à. Đừng đi, bây giờ cô chỉ nhắc con như thế này. Thứ nhất là mình về đội cô Đoan Trang với chú Thanh Bạch á, mình có được đàn guitar làm kỷ niệm. Cô Trang, dạ, xác nhận ngay lập tức. Cô nói câu đó là cô phải nói nếu không về thì có được nhận cái đàn đó không? Cái nếu mà con không về, cô sẽ cho con còn nhiều hơn cái đàn này. Cho anh xin phép cái này món quà phải không? Nó nghe là lạc dây quá, giờ chỉnh lại đi. Cái gì? Đoan Trang về trước đi. Thôi chú đi về. Con gái qua đây đứng, qua đây đứng, qua gái đây cho chú. Đứng đây, con gái bên đây qua đứng, qua đây đứng. Chú dàn xếp cho dễ lắm. Bây giờ vậy nè ha, đội chú với đội cô Ly thì mọi người cũng biết là chuyên về dân ca đúng không? Đó. Còn đội cô Trang và đội chú Vũ đều rất muốn hai con về, cho nên là chú mong muốn rằng các con sẽ làm đẹp lòng tất cả mọi người bằng cách hai con đứng ở đó hai cái đường đi về hai đội kia, nhưng mà thật ra đến đó các con quẹo vô về đội chú. Thôi đây cô nói nè, bây giờ hai đứa con cứ đứng ở đây bình tĩnh và chọn lựa, không sao hết, đi thẳng quẹo phải quẹo trái chỗ nào cũng được, nhưng cô nhắc lại nhà cô con ơi, được ăn bánh
Được bơi, tụi con có thích bơi không? Con ơi, cái vòng này con mang vừa. Hai con quyết định đi. Mấy giờ chia lẻ ra được không? Sâu xì, sâu xì kìa. Sâu xì ông anh. Khang đếm 1 đến 3 chúng ta nhắc tay nhau nha. 1, 2, 3, xin mời. Về đây. Cái dòng đó nhà cô cả rổ lực được đó. Bây giờ hai con nói đi, hai con trong nhà, ở nhà trong đầu hai con có nghĩ tới đội của cô Ly với chú Nghĩa không? Đừng nói. Ôi, đừng hỏi anh, hỏi nói không nó nhục lắm. Kệ, thà chú chịu nhục nhưng mà chú đỡ ấm. Tại hai cái đời. Con nghe cô nói nè. Em đã đeo vô lại rồi. Ở nhà con đôi trai một rổ mà lo gì. Đi đi, đi chứ để nó đổi ý. Good job con. Vỗ tay cho hai em thôi nhé. Trang Trang rồi xích qua nó nghe em Trang. Dạ, dạ. Cho cái vòng của hai đứa nhỏ mà hai cái vòng đó có bao nhiêu tiền đâu, người ta cho cũng cho cả cây đàn nữa mà em còn có thể lấy lại lần. Quê quá anh hiểu không? Bây giờ mình phải gỡ lại chứ giờ mình cho luôn thì kỳ. Mà chưa kể là bán con trai mình 4 lần trên sân khấu mà không có lần nào thành công á. Bởi vì mới nói. Bây giờ nè, trước sóng truyền hình á, trước là tức là gia đình em cũng đang coi đúng không? Họ nội ngoại đều coi hết. Em xin lỗi con trai em đi Trang. Em nói mà bây giờ nè, đứa em bé nhỏ nè, em dụ về, em muốn nói với cô có Andy về chơi với Andy. Rồi giờ Andy biết chơi với đứa nào trong khi mười mấy đứa. Đẹp hả?